Vậy là năm nay phải lo chủ đề là lo cho cha mẹ này. Việc làm ăn năm nay có cơ hội thành công lớn. Đấy, nếu mà bỏ tiền mua bất động sản vào tháng 10 em lịch. Tháng 10 10 là em tháng sau đấy. Tháng sau là bỏ tiền lớn, chi hết tiền để mua bất động sản. Thì cái cơ hội làm có lộc năm nay lớn lắm. Giống lá số của thầy lắm. là vậy hả? Là ủa, mừng mới nghe thấy Lá giống số thôi. của mình là thạch trung ẩn ngọc, là một viên ngọc ẩn trong đá. Không ai nghĩ mình sinh ra trong một gia đình bình thường mà sau này được định cư nước Mỹ và giàu có như thế này. Trời ơi, thầy ơi, cái gì không biết hết. May quá thầy có lá số giống em đi. Tại sao là thầy thấy cái lá số này nó đẹp? Bởi vì mình á là một cách cục thạch trung ẩn ngọc. Nhà thầy á là có hai anh em thôi. Thầy và em trai thầy đều là cách cục thạch trung ẩn ngọc giống như chi luôn. Và hai anh em đang ở Mỹ này. Ừ. Gia đình của thầy cũng rất bình thường, bố mẹ chỉ là giáo viên nghèo thôi. Nhưng mà vì mình có cái lá số sở hữu nó đẹp nên là sau này mình sang Mỹ được và kinh doanh sự nghiệp của mình nó tốt được. Đấy. Thì lý do là mình có một cách cục đẹp trong tử vi, nhớ chưa? Và cách cục thạch trung ẩn ngọc ấy là sao cự môn nó cư cung Tý hoặc cung Ngọ. Thì mình là sao cự môn cư Ngọ nha. Tại sao nó gọi là thạch trung ẩn ngọc? Bởi vì nó cung phúc đức đẹp, có nghĩa là cái con người này có hậu vận tốt. Đấy, hậu vận ấy, hậu vận là phúc đức tốt đấy. Và mệnh sao cự môn cư Tý Ngọ ấy là cái khả năng ăn nói thuyết minh, đặt vấn đề rất là logic và dễ được người khác quan tâm giúp đỡ, khả năng ăn nói và lý luận sắc bén. Và mình lại có sao hóa quyền ở mệnh nên là Diệu Chi là một người phụ nữ rất có uy tín nên làm cái gì cũng có uy tín lắm. Và thân cư thiên di nên số mình lại thích đi xuất ngoại sớm, nên là mình đi xuất ngoại sớm hơn thầy. Sang bên này bao nhiêu năm rồi? Dạ con qua đây cũng năm 90 thôi. Ui quá sớm. Ừ. Thầy nhìn thấy cung Điền Trạch có sao Vũ Khúc kia là đất cát điền sản lớn lắm, đại hào đó cung Điền Trạch là mua nhà lớn lắm ở bang nào? Con ở trường cho qua bên miền Đông đây, đường Washington DC á. Nhưng mà con thấy có cái sao đại hào đó, mình thấy là có sao không hả thầy? Lát nữa thầy sẽ giải thích những cái sao xấu cho. Bây giờ thầy nói những cái sao tốt trước. Từ nãy giờ thầy đang nói sao tốt của mình đấy, thế là mình là cách cục tốt, sao cự môn tốt, đào hoa tại mệnh là đẹp gái, thân cư thiên di có chòm sao lộc tồn bác sĩ là đi ra là cái người mà hợp lý, nghĩa là thuận thuận mới đi ra. Nhưng mà mình có những một số sao xấu này. Sao thứ nhất là sao cô thần quả tú. Tài bạch có cô thần và quan lộc có quả tú, người ta gọi là cô thần quả tú. Hai ngôi sao này nó khiến cho chuyện tình cảm của mình không được tốt. Chuyện tình duyên của mình ấy. Nên số mình sẽ lận đận được chuyện tình duyên và nguy cơ có thể đến phải 2 đến 3 đời chồng bởi vì cái Thích sao cô một thần cái quả rồi. tú. Ừ. Ngôi sao thứ hai là ngôi sao cản trở công việc khi mà mình làm ăn lớn. Đấy là ngôi sao phục binh trong cung quan lộc. Khi mà bị phục binh trong cung quan lộc ấy là cái công việc của mình đang làm bé thì được, khi mà mình làm lớn một cái thì đến những cái phút quan trọng, thời khắc quan trọng nhất để kết thúc thì nó lại gặp trắc trở. Đấy là ngôi sao thứ hai cản trở. Ngôi sao thứ ba nó là ngôi sao đại hao, nó cũng điền trạch, nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là mình mua đất lớn là mình chi tiêu quá nhiều tiền cho cái nhà cửa của mình. Ý nghĩa thứ hai là khi mà mình mua đất là mình bán rất dễ bị lỗ. Mua đất mua nhà ấy, hay bất động sản ấy, dễ bị lỗ. Đấy là hai ý nghĩa đó, hiểu không? Và lá số của mình thì cung nô bộc xấu. Cung nô bộc là cung bạn bè ấy, là không tốt, nên là mình ít được nhờ người khác. Cung chồng của mình cũng bị hãm luôn, ít được nhờ chồng. Cung con của mình thì gặp tuần, sau này các bạn ấy giàu có nhưng phải lớn thì mới nhờ được. Cung cha mẹ thì tốt, phúc đức thì đẹp, nhưng mà có ở cùng cha mẹ với họ hàng không? Có thầy có 10 phút thôi. Vậy ok rồi. Đấy, và năm nay là 52 tuổi, là 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Năm nay rơi vào cung phụ mẫu. Năm nay rơi vào sao thiên tướng nhá. Sao thiên tướng là sao có tiền tài. Đấy. Sao tốt, thiên tướng đắc địa mà. Ừ. Nhưng mà vì nó rơi cung phụ mẫu nên là cha mẹ năm nay dễ ốm, có hạn cha mẹ. Còn tiền tài của mình năm nay tốt. À, tóm lại là đang làm nghề gì? Em là làm nha sĩ thầy. Ồ, chả đúng có sao bác sĩ làm cung thiên di luôn. Vậy là đúng số rồi. Thế làm nha sĩ riêng hay là tự hay là làm ở Với là với một người chị này. chị ruột á? Cung tài bạch của con tốt không thầy? Con thấy toàn là nó là tuần không thì con nghe là tắc đắc tam không đây, thì không biết là tốt hay là xấu, con nghe Tốt. đi. Cung tài bạch đấy là vô chính diệu đắc tam không, có nghĩa là mình là người tốt về tiền tài, kiếm tiền rất khá, lại có thiên y đóng cung tài bạch, lại cung thiên di có sao bác sĩ nữa thì làm đúng nghề rồi.
nha sĩ ở tiểu bang nào? Ở gần gần Washington DC à? Là cái đấy có còn đầu tư bất động sản được phải không thầy? Đầu tư bất động sản được nhưng mà phải xuống chuẩn bị xuống tiền đi nha. Tháng sau. Bữa trước con mới coi cái bài của thầy, coi cái cô mà của làm tiếng Việt là gì, đầu tư mà cái gì đó chứng khoán đó, con có đầu tư chứng khoán được không hả thầy? À, hôm trước thầy vừa xem cho cô xong, con đầu tư được. Con cũng có lộc tồn trong cung thiên di, không thắng lớn mà cô đâu, vì cô là thiên phú. Còn mình Bé. lộc tồn là lộc bé. Rồi tử tức của con mà thầy nói phải nó lớn thì mình mới nhờ được hả thầy? Nó lớn là nó bao nhiêu giờ Cung nó tử công tức nghiệp? mà có sao thiên phú là các bạn ấy sau này rất giàu có, nhưng mà phải lớn thì mới giàu có được chứ, đang tuổi đi học sao giàu được. Nó học nó là học high school thôi dạ. Ừ. Cung tử tức này là sau này có tiền tài đấy. Nhưng mà muốn thầy định hướng riêng cho từng bạn một thì phải có lá số các bạn ấy nha. Tật ách của con á, chả sao cả. Tại vì con là tật ách gặp sao triệt. Vừa có sao tử vi giải trừ bệnh tật lại còn bị triệt bệnh tật nữa. Rất khỏe á. Xuất hiện nhưng đều triệt hạ hết. Đến vận 86 là con bị địa không, địa kiếp, thiên không này, phi liêm, thiên hình nó mới giã cho. Thì có thể sống được tới 95 tuổi. Tuổi. Ừ. Trời ơi, chép tay làm gì, thầy ghi âm cho rồi. Lá số giống em trai của thầy đấy. Thầy thì cứ môn cứ tí nha, thầy là đối ngược với mình. Thì mình tự môn cứ ngọ ấy, thì mình bị hai cái sao thái âm và thái dương nó bị hãm. Sao cự thầy chung cách cục thầy chung ẩn ngọc là thì cự môn cứ tí tốt hơn. Triệt thân là gì biết không? Mệnh thì tốt mà thân triệt. Nó giống như cái cây nhiều hoa nhưng mà lại ít quả. Thế là con là người có năng lực, giỏi nhưng mà những cái gì có được chưa nhiều bởi vì triệt thân. Triệt thân nó ví như cái cây bị sâu ấy. Đó. Nên là sợ được cái sao triệt thân đi là cái việc của mình, cái kết quả công việc của mình nó tố hảo hơn bây giờ nhiều. Thật ra con đang ở đại vận 4 này có thiên hình đấy, còn vận này là dễ bị ăn dao kéo mổ xẻ một chút này. Vận này này. Con thầy nói con nay là đang ở trong phụ mẫu mà có thiên là thiên Đấy tướng là mà. năm, đấy là năm nay còn đại vận 46. Đại vận 46 có thiên hình. 46 47 48 49 50 51 52 53 54. Khi năm 54, năm 53, năm 54, khi năm 55 tuổi ấy là năm có thiên hình. Năm đấy thì dễ giao kéo nhỉ. Con Ở là lá số này, con là lá số mệnh tốt, thân xấu, phúc tốt, nhưng là con bị đi võng một đường xuống. đây con ghi lại coi con là mệnh 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 tốt, tốt thân triệt, phúc tốt. Nhưng là con là đi theo hình parabol. đi thân tốt mệnh tốt thân tốt Thân xấu, thân mệnh tốt, xấu thân xấu, phúc tốt. phúc tốt